Vâng, tiếp theo chương trình là bài hát Thương Về Xứ Nghệ, nhạc và lời Nguyễn Tất Tùng. Bài hát do cháu Hồng Ngọc đến từ tổ dân phố Bến, phường Bạch Sam trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Yeah.
Vâng, một giọng hát rất là có triển vọng và mong rằng Hồng Ngọc sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai. Và một nữa chúng ta nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng cho tiết mục vừa rồi. Vâng, tiếp tục chương trình.